Mình sẽ hướng dẫn móc mặt nến trước. Đầu tiên tạo lên cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó đâm kim vào vòng tròn và móc lên cho mình một mũi bính. Từ vòng tròn này móc vào cho mình 7 mũi đơn. Mũi đơn ở đây mình sử dụng là mũi đơn chữ X. 1 2 3 4 5 6 7. Sau khi móc xong 7 mũi đơn, mình sẽ kéo dây này khít lại. Sau khi móc xong được 7 mũi đơn, bây giờ mình sẽ kết thúc bằng một mũi trượt. Đâm mũi kim vào mũi đơn đầu tiên và trượt lên cho mình một mũi. Xa số 2, mình sẽ có công thức như sau. Tại mỗi chân mũi, mình sẽ móc lên toàn bộ là mũi tăng. Mũi tăng ở đây là 2 mũi đơn trung chân. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bính, móc lên cho mình một mũi tăng. Các chân mũi còn lại mình cũng sẽ móc toàn bộ là mũi tăng và tổng cộng hàng này sẽ là 14 mũi đơn. Cuối hàng, kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Xa hàng số 3, mình sẽ có công thức như sau. Mình sẽ móc lên một mũi đơn và một mũi tăng. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bính, móc lên cho mình một mũi đơn. Sau khi mình móc xong mũi đơn, thì chân mũi thứ 2 mình sẽ móc lên một mũi tăng. Vậy thì công thức của mình là một mũi đơn và một mũi tăng. Các bạn cứ lặp lại công thức này cho đến hết hàng. Và tổng cộng số mũi của hàng này là 21 mũi đơn. Cuối hàng, kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Xa hàng số 4, mình sẽ có công thức như sau. Mình sẽ móc lên 2 mũi đơn khác chân và một mũi tăng. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bính, móc lên cho mình một mũi đơn. Tiếp theo móc lên cho mình một mũi đơn nữa. Xa chân mũi thứ 3, mình sẽ móc lên một mũi tăng. Các bạn cứ lặp lại công thức này cho đến hết hàng. Tổng số mũi của hàng này là 28 mũi đơn. Cuối hàng, kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Sau phần này mình sẽ móc phần thân của nến, thì phần thân của nến mình sẽ móc toàn bộ là mũi đơn. Riêng hàng số 5 này mình sẽ móc vào cạnh sau của mũi đơn. Bây giờ hàng số 5 mình sẽ móc toàn bộ là mũi đơn. Các bạn cứ móc vào nửa cạnh sau của mũi đơn cho mình, chỉ riêng hàng số 5 này thôi nhé. Cuối hàng, kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Sau khi móc xong hàng số 5, thì giờ mình sẽ đến hàng số 6. Thì từ hàng số 6 đến hàng số 15, mình cũng sẽ móc toàn bộ là mũi đơn như vậy. Và mình sẽ móc bình thường. Sau khi mình móc xong thì sẽ giống như phần thân như thế này. Thank you.
Sau khi móc xong được chiều dài của phần thân, bây giờ mình sẽ đến hàng 16. Hàng 16 mình sẽ bắt đầu giảm mũi. Đầu tiên, các bạn móc lên cho mình hai mũi đơn khác chân. Sau khi móc xong được hai mũi đơn, bây giờ mình sẽ móc mũi giảm. Mũi giảm mình sẽ móc vào phần rìa bên ngoài của mũi đơn, hai mũi mình sẽ móc thành một mũi. Sau khi mình đã móc xong thì công thức của mình sẽ là hai mũi đơn và một mũi giảm. Các bạn cứ móc công thức như vậy lặp lại cho đến hết hàng, và tổng số mũi của mình sẽ là 21 mũi đơn. Cuối hàng, kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Xa số 17, mình sẽ móc lên một mũi đơn và một mũi giảm. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bính, móc lên cho mình một mũi đơn. Chân mũi thứ 2, thứ 3, mình sẽ móc lên một mũi giảm. Công thức này các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Tổng số mũi của hàng này là 14 mũi đơn. Cuối hàng, kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Phần này mình sẽ nhét bông vào. Sau khi nhấp bông xong thì mình sẽ móc đến hàng cuối cùng là hàng số 18. Hàng này mình sẽ giảm mũi hết hàng. Tổng cộng mình sẽ móc lên 7 mũi giảm. Cuối hàng, kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Phần đấy mình sẽ khâu các mũi lại với nhau. Mình đã hướng dẫn xong phần nến rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần nến chảy. Mình sẽ móc phần nến chảy này ở hàng số 5, là cái phần nửa mũi mà vừa nãy mình móc còn dư ra. Mình sẽ bắt đầu móc ở cái phần trượt mũi. Bắt đầu móc từ mũi này. Nối dây len vào.
và lên cho mình 5 mũi bấn. Bỏ mũi bấn thứ nhất và bắt đầu móc vào mũi bấn thứ hai, móc lên cho mình 4 mũi đơn. Một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi. Sau khi móc xong 4 mũi đơn thì bây giờ mình sẽ nối mũi, mình sẽ móc xuống một mũi rời, mình sẽ bỏ một mũi và móc mũi thứ ba. Tức là mình sẽ bỏ một mũi và móc một mũi, mình sẽ móc cắt mũi ra. Móc xuống như vậy cho mình một mũi rời. Mình đã có một mũi rời rồi, các bạn móc lên thêm cho mình 3 mũi rời nữa. Vậy thì tổng cộng mình sẽ có 4 mũi rời. Rồi, tại chân mũi này mình sẽ móc lên 3 mũi bấn. Bỏ mũi bấn thứ nhất và bắt đầu móc vào mũi bấn thứ hai, móc xuống cho mình 2 mũi đơn. Cũng tiếp tục như vậy, mình sẽ bỏ đi một mũi và móc mũi bên cạnh và móc xuống cho mình 5 mũi rời. Từ đây tiếp tục lên cho mình 5 mũi bấn. Bỏ mũi bấn thứ nhất và bắt đầu móc vào mũi bấn thứ hai, móc lên cho mình 4 mũi đơn. Rồi cắt một mũi, móc xuống cho mình 4 mũi rời. Tiếp tục lên cho mình 3 mũi bấn. Bỏ mũi bấn thứ nhất và bắt đầu móc vào mũi bấn thứ hai, móc lên cho mình 2 mũi đơn. Tiếp tục cắt một mũi, móc xuống cho mình 5 mũi rời. Tiếp tục lên cho mình 4 mũi bấn.
bỏ mũi bình thứ nhất và bắt đầu móc vào mũi bình thứ hai, móc lên cho mình 3 mũi đơn. Cuối cùng cắt một mũi, xuống cho mình 4 mũi rời. Rồi mình sẽ móc vào chân mũi đầu tiên và trượt lên cho mình một mũi để kết thúc hàng. Mình sẽ giấu các len thừa vào bên trong. Bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn móc chân nến. Đầu tiên tạo lên cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó đâm kim vào vòng tròn và móc lên cho mình một mũi bính. Từ đây móc vào cho mình 6 mũi đơn. Cuối hàng kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Ra hàng số 2 mình sẽ tăng mũi hết hàng. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bấn móc lên cho mình một mũi tăng. Sang các chân mũi còn lại mình cũng sẽ móc toàn bộ là mũi tăng, tổng cộng hàng này mình sẽ có 12 mũi đơn. Cuối hàng, mình sẽ kết thúc bằng một mũi trượt. Sang hàng số 3 mình sẽ có công thức như sau. Mình sẽ móc lên một mũi đơn và một mũi tăng. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bấn móc lên cho mình một mũi đơn. Sang chân mũi thứ hai móc lên cho mình một mũi tăng. Các bạn cứ lặp lại công thức này cho đến hết hàng. Tổng cộng số mũi của hàng này là 18 mũi đơn. Cuối hàng, mình sẽ kết thúc bằng một mũi trượt. Sa số 4, mình sẽ móc toàn bộ là mũi đơn. Tổng cộng hàng này là 18 mũi đơn.
cuối hàng, mình sẽ kết thúc bằng một mũi trượt. Sang hàng số 5, mình sẽ bắt đầu giảm mũi. Mình sẽ móc lên một mũi đơn và một mũi giảm tại chân mũi mà mình vừa mới lên bính. Móc lên cho mình một mũi đơn. Sang chân mũi thứ 2, thứ 3, mình sẽ móc lên một mũi giảm. Các bạn cứ lặp lại công thức này cho đến hết hàng, một mũi đơn và một mũi giảm. Tổng cộng số mũi của hàng số 5 là 12 mũi đơn. Cuối hàng kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Sang hàng số 6, mình sẽ có công thức như sau. Mình sẽ giảm mũi hết hàng. Tổng cộng số mũi của hàng số 6 là 6 mũi. Cuối hàng kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Sang hàng số 7 đến hàng số 10, mình sẽ móc toàn bộ là mũi đơn. Tổng cộng là sẽ có 6 mũi đơn của từng hàng. Mình sẽ móc phần thân của chân đế. Từ hàng số 7 đến hàng số 10, mình sẽ gặp lại nhau ở hàng số 10. Sang hàng 11, mình sẽ có công thức như sau. Mình sẽ tăng mũi hết hàng. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bính, móc lên cho mình một mũi tăng. Sang các chân mũi còn lại, mình cũng sẽ móc toàn bộ là mũi tăng. Tổng cộng số mũi của hàng này là 12 mũi đơn. Cuối hàng kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Sang hàng 12, mình sẽ có công thức như sau. Mình sẽ móc lên một mũi đơn và một mũi tăng. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bính, móc lên cho mình một mũi đơn. Sang chân mũi thứ 2, móc lên cho mình một mũi tăng. Các bạn cứ lặp lại công thức này cho đến hết hàng. Tổng cộng số mũi của hàng này là 18 mũi đơn. Cuối hàng kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Phần lên thừa này mình sẽ giấu nó vào bên trong. Bây giờ mình sẽ nhét bông vào. Tiếp đến là phần mặt chân đế. Đầu tiên các bạn cũng tạo lên cho mình một vòng tròn ma thuật. Đâm kim vào vòng tròn, móc lên cho mình một mũi bính. Từ đây móc lên cho mình 6 mũi đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt.
Xa hàng số 2 mình sẽ tăng mũi hết hàng. Tại chân mũi mà mình vừa bên lên bấn móc lên cho mình một mũi tăng. Các chân mũi còn lại các bạn cũng sẽ móc mũi tăng giống như vậy. Tổng cộng số mũi của hàng này là 12 mũi đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Xa hàng số 3 mình sẽ có công thức như sau. Mình sẽ móc lên một mũi đơn và một mũi tăng. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bấn móc lên cho mình một mũi đơn. Sang trên mũi thứ hai mình sẽ móc lên một mũi tăng. Các bạn cứ lặp lại công thức này cho đến hết hàng. Tổng cộng số mũi của hàng này là 18 mũi đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Sang số 4 mình sẽ có công thức như sau. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bấn móc lên cho mình một mũi đơn. Tiếp theo móc thêm cho mình thêm một mũi đơn nữa. Sau chân mũi thứ ba móc lên cho mình một mũi tăng. Vậy là mình sẽ có hai mũi đơn và một mũi tăng. Các bạn cứ lặp lại công thức này cho đến hết hàng. Tổng cộng số mũi của hàng số 4 là 24 mũi đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Khi móc xong hàng số 4 mình sẽ kết thúc hàng. Bây giờ mình sẽ giấu len thừa vào. Dán mặt chân đế vào chân đế thì mình sẽ dán mặt trái của mặt chân đế nhé. Đây là mặt phải, còn đây là mặt trái. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc tay nến. Phần tay nến, các bạn cũng tạo lên cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn móc lên cho mình 5 mũi đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Chiều dài của tay nến là từ hàng 1 đến hàng 8. Các bạn cứ móc từ hàng 1 đến hàng 8 toàn bộ là 5 mũi đơn. Sang hàng số 9 mình sẽ gặp lại nhau. Sang hàng số 9 mình sẽ có công thức như sau. Mình sẽ móc lên toàn bộ tất cả là mũi tăng. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bấn móc lên cho mình một mũi tăng. Tất cả các mũi còn lại các bạn cũng sẽ móc toàn bộ là mũi tăng. Và tổng số mũi của hàng số 9 là 10 mũi đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt.
Bây giờ mình sẽ giấu len thừa vào. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn móc nến nhỏ. Đầu tiên tạo lên cho mình một vòng tròn ma thuật, sau đó đâm kim vào vòng tròn và móc lên cho mình một mũi bính. Từ đây móc lên cho mình 6 mũi đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Sang hàng số 2, các bạn móc lên cho mình toàn bộ là mũi tăng. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bấn móc lên cho mình một mũi tăng. Các chân mũi còn lại, các bạn cũng móc lên cho mình toàn bộ là mũi tăng, tổng cộng số mũi của hàng này là 12 mũi đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Bắt đầu sang hàng số 3, đến hàng số 7 mình sẽ móc toàn bộ là mũi đơn, nhưng riêng hàng số 3 mình sẽ móc vào nửa cạnh sau của mũi đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Sau khi móc xong hàng số 3, mình sẽ móc từ hàng số 4 đến hàng số 7. Lúc này mình sẽ sử dụng mũi đơn bình thường thôi. Mình sẽ gặp lại nhau ở hàng số 8. Sang hàng số 8, mình sẽ giảm mũi hết hàng, tổng cộng mình sẽ móc lên 6 mũi giảm. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Bây giờ mình sẽ kết thúc và khâu phần đáy này lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần lửa lớn. Phần lửa lớn các bạn tạo lên cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó đâm kim vào vòng tròn và móc lên cho mình 2 mũi bính. Từ vòng tròn này móc lên cho mình 6 mũi kép đơn.
kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Lên cho mình thêm một bính. Xa số 2, mình sẽ tăng mũi hết hàng. Tại chân mũi mà mình vừa mới lên bính, móc lên cho mình một mũi tăng kép. Sang mũi thứ 2 và tất cả các mũi còn lại, các bạn cũng móc cho mình toàn bộ là mũi tăng kép. Tổng cộng số mũi của hàng này là 12 mũi kép đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Bây giờ mình sẽ giấu len thừa vào. Còn phần lửa bé, mình sẽ móc lên 2 cái. Các bạn tạo lên cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó đâm kim vào vòng tròn và móc lên cho mình 2 mũi bính. Từ vòng tròn này móc lên cho mình 4 mũi kép đơn. Kết thúc hàng bằng một mũi trượt. Giấu len thừa vào. Phần lửa thì mình sẽ có 3 cái, 2 cái nhỏ và 1 cái lớn. Lửa lớn mình sẽ nhét một ít bông vào. Vậy là mình đã hoàn thành xong hướng dẫn tất cả các chi tiết. Bây giờ mình sẽ dán các chi tiết này lại với nhau. Đầu tiên mình sẽ dán nến lên mặt chân nến. Có một lưu ý chung đó là khi mà dán thì các bạn hãy để cái phần đường trượt mũi để nó nằm ở mặt sau. Thì sản phẩm nhìn mặt trước nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ dán keo lên trên phần mặt này nhé. Kế tiếp mình sẽ dán các cái phần nến chảy. Các cái đường nến ngang này các bạn cũng sẽ dán một ít keo vô đây luôn nhé.
các cái đường nến kia các bạn cũng sẽ dán giống như vậy. Bây giờ mình sẽ dán mặt chân đế vào. Phần tay nến thì mình sẽ bắt đầu dán từ hàng số 4 đổ xuống. Bây giờ mình sẽ dán phần tay nến vào phần chân nến. Tiếp tục mình sẽ dán phần nến nhỏ. Tiếp tục mình sẽ dán phần ngọn lửa vào. Mình sẽ dán mắt vào, mắt mình sử dụng là 5mm. Để khâu phần miệng thì mình sẽ chỉ lấy hai sợi dây len màu đen này. Cuối cùng mình sẽ khâu má hồng.
Phần lửa mình sẽ đắn một chút má hồng lên trên. Mình đánh má hồng lên trên để tạo phần khối đỏ để ngọn lửa của mình trông nó sẽ thật hơn, đẹp hơn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hãy theo dõi kênh của mình vì sẽ có những sản phẩm siêu hay ở phía sau để các bạn có thật nhiều những trải nghiệm thú vị về bộ môn móc len này nha. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye!